chuyển giao công nghệ laser điều trị sắc tố da hàng đầu thế giới chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho Nikkei. I'm really happy to be here and to create a positive cooperation between Picosec company and everybody else getting involved. I'm very happy to be here. Thank you. And I'm proud to be invited to this event. Trong suốt 3 năm vừa qua, thì Nikkei đã gần lường mang đến công nghệ rất là mới rồi. Mỗi năm Nikkei đều update những công nghệ mới, nhưng mà năm 2021 sẽ là một năm bùng nổ, bởi vì 2021 tiếp tục sẽ là ở siêu laser Picosec chuyên điều trị sắc tố da hàng đầu thế giới, và hiện cho đến hiện nay thì Nikkei đang là đơn vị đầu tiên sử dụng